là chuyến phượt đồng hành Sài Gòn vào Không Cần Giờ của mình vào cuối năm 2023, sau gần một năm lãng quên. Nay có dịp rảnh rỗi nên mình hậu kỳ video này cho mọi người xem. Đầu tiên mình sẽ tới di tích chiến lũy pháo đài của Trương Định thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang với khoảng cách di chuyển hơn 90 km. Ồ, thì cái đường này chạy đường nhỏ xấu luôn các bạn. Tại thời điểm cuối năm 2023, khi đi ngang qua Cần Giuộc, Long An, tại đây đang thi công cao tốc đến Lức Long Thành nên đường rất xấu và bụi mịt mù. Tại thời điểm ghi hình video, Gò Công vẫn là thị xã, hiện nay đã lên thành phố. Mình sắp chạy qua cầu Mỹ Lợi, đây là một cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ nằm trên quốc lộ 50 nối Cần Đức, Long An với Gò Công, Tiền Giang. Cầu được khởi công vào ngày 25 tháng 1 năm 2014 đến ngày 29 tháng 8 2015 thì chính thức thông xe kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống giao thông vận tải và kỷ niệm Quốc Khánh 2 tháng 9. Mình đã vào tới trung tâm của thị xã Gò Công rồi các bạn. Sau khi đến Gò Công thì mình tiếp tục di chuyển đến Phà Bến Chùa để qua huyện Tân Phú Đông. Di tích chiến lũy pháo đài của Trương Định thuộc ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang nằm ngay sông Cửa Tẻo. Đây là một trong 9 cửa của sông Mekong, nhưng theo mình tìm hiểu, sông Cửu Long hiện nay không còn đủ 9 cửa nữa. Các bạn có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận của video này về số lượng cửa của sông Cửu Long. Có chỗ này họ nuôi tôm được các bạn. Đấy, cái ao nuôi tôm bên kia. Chỗ này thì trồng lúa. Phà Bến Chùa. Rồi phải chờ các bạn. Đó còn đấy. Vài cây nữa là tới các bạn. Mình đã tới rồi các bạn. Chỗ này hình như không có ai chăm sóc thì phải. Đây có cái cây rất là đẹp. Chỗ ở đây có một cái giếng cỏ đó các bạn. Đó. Giếng này chắc cũng bị cạn. Tôi không biết đâu sâu mà nhìn thì có vẻ khá nông các bạn. Đây. Mình sẽ đi lên đây mình quay ha. Thì cái chỗ này ngày xưa là để
xây dựng để phòng thủ hay chỗ cửa biển các bạn. Đấy, lũy pháo đài công nhận là di tích quốc gia năm 1987 các bạn, trùng tu năm 99, hoàn thành năm 2000 ha. Mình quên đem nhang địa thắp các bạn. Đây, bảo vệ cửa tiểu năm Minh Mạng thứ 15 năm 1834, triều đình nhà Nguyễn cho xây dựng tại đây một bảo bằng đất gọi là đồn Từ Linh, chu vi 60 trượng, 378 m, cao 5 thước 5 tấc, tức 2,57 m, mở hai cửa long. Đây, ở đây là có hai khẩu súng thần công. Cái này thì mình không có rõ là từ thời xưa hay là được đúc lại. Ồ, cái này bị kiểu bị bịt rồi các bạn. Có thể được đúc lại hoặc là từ xưa thì mình không biết, mình không dám nói. Ngoài này là sông các bạn, cửa biển mà. Mà che hết rồi. Đây có một khẩu nữa. Mình sẽ đi lên đây mình xem thằng đấy như nào nhá. Xe cộ thì các bạn phải tự để ý nhá. Chứ đây chẳng có ai trông nom gì đâu. Cái đường này chắc là đi bộ ra bờ sông nè. Mà mình còn cái xe của mình ở đằng đấy là mình không có đi ra được. Cái đoạn đấy đi bộ ở đằng đấy thì nó cũng ra đằng này các bạn. Thôi mình chạy xe ra nhá. Chứ là xe ở đây nguy hiểm lắm. Có ai trông nom đâu. Tôi khóa cái nón vào đây luôn. Hoa đó khóa cổ rồi. Và số luôn. Cái này các bạn ạ. Cái này các bạn. Cái này các bạn. Cái này các bạn. Cái này các bạn. Cái mình thấy rồi nhá. Đây. Thì ra đây các bạn cẩn thận nhá. Đây một cái bãi này. Xe lại kia. Thì bên tay phải ra biển các bạn. Bên trái là vào trong. Đấy. Thôi giờ mình sẽ chạy về biển Tân Thành nha các bạn. Bắt đầu thì mình tính chạy hôm ra chỗ bến phà Bình Tân cửa đại các bạn. Đi qua bến tre. Qua sông cửa đại. Quay cho các bạn xem mà thôi, xa quá. Rồi sẽ chạy về phía biển Tân Thành xong rồi. Quả xe đổ nhựa thời Tống biển 62 Long An Toyota luôn nhé các bạn. Ô đi cái đường này mát bạn. Quay mình không xuống dưới đây quay chơi thôi. Phía bên kia Vũng Tàu các bạn. Có cái núi mà mờ. Kia là cuối Sài Gòn.